Chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, chính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, dạ con xin được thay mặt đại chúng trong rung lần nữa thỉnh pháp sư trước kỳ chúng ta cũng thỉnh đại đức pháp tín giảng vi diệu pháp cho ngày hôm nay. Brahmacharokathipati sampati katan yariyanti varang ayajatha santitha satta pariyaka chatika te se tu thammang anukampi mang pasang satthamma pering vinayan chakayang sutan chapandam apitama chamang akotayanto chatu sakya dandang papothana ye parisaya mace evang sahampati brahma bhagavantang ayajatha tunhi bhavenatang putto karunyena thiva sayatana vuthaya padena mikadayang tato kato pañcavakkhaya dāyo naye amaṃ paye si dhammato tato paputti samputto anunā dhamma desanaṃ makkhavassani dese si sattanaṃ attha sittakaṃ tena sattu ayo pante dese tu dhamma desanaṃ sapajitha parisaya anukampampi katave vô minh quá của nhân hành cội căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi biển trần khổ nổi trôi chìm đắm bị ngũ ma vây nắm chuyện gì vậy nên cầu đấng từ bi tạo thuyền bát nhã trái đi vớt người đưa qua chốn tốt tươi yên tình bờ niết bàn chẳng dính trần ai như đèn rọi suốt trong ngoài chiếu tia sáng khắp các loài hân hoan pháp vi trong khải hoàn rầm rộ luật vi như đại cố hoàng dương kính như dây buộc trên rường luận như mạch trong vẻ tường vô minh tứ diệu đế đó hình rủi trong giống khua tan giấc mộng trần gian chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luống chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành giải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhâm lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đầy nhắm mà vườn lộc ca giá ngài rời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ gia vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn
những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích ca rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng chí chi vẹn toàn. Dạ, Nam Mô Phật Thà. Dạ, dạ con xin được thay mặt đại chúng trong room thành kính cung thiền đại đức pháp tín Từ Bi Hoan Thị, dạ thuyết giảng môn vi giờ pháp ngày hôm nay là ngày chủ nhật hôm nay. Nam Mô Phật Thà. Dạ, dạ con xin được thành kính cung thiền đại đức pháp tín ạ. Dạ, alo, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, do cái máy của tôi hôm qua giờ bị âm thanh bị hư. Dạ, âm thanh bị hư, nó đang chúng tôi đẩy xài cái headphone. Dạ. Kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng, do chúng con xài cái máy này không có thấy được chư tăng ở trong lớp học, do vậy xin các ngài thông cảm dùm chúng con. Dạ, kính chào quý cô cùng các vị nam tín nữ. Dạ, bây giờ quý vị nghe ổn phải không? Quý vị nghe ổn định không? Dạ, con kính lãnh lễ đến trường tọa Minh Hạnh. Dạ, mắt của con nó cũng ổn định lắm rồi. À, nếu mà tính đến nay thì đã mổ được 12 ngày rồi. Dạ, nó cũng ổn định lắm rồi. Dạ, con cảm ơn trường tọa Minh Hạnh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục đọc về quy lắp. Ở trong cái phần này thì ngày hôm nay thì, con cảm ơn sự tốt. Cảm ơn. Hôm nay chúng ta sẽ học về củ lực hay là chính lực. Nó quá ba lá. Nó quá ba lá. Quý vị nào hồi nãy chúng tôi có viết lên nó quá là chính, ba lá là lực. Dạ, bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào bài học. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava bhutang vavantang apivadeni sokato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami lokassanathang varamuttamahang buddhang cha dhammang cha bannamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Kính thưa quý vị, bài học của chúng ta là củ lực là ba lá, ná quá là chín hay là củ, củ cũng là chín, lực là ba lá. Vậy thì củ lực ở đây là chính cái sức mạnh. Vậy thì ở trong cái bài học này, cái sức mạnh mà được hiểu ở trong cái bài học này hôm nay là nói trong cái tinh thần, có nghĩa là cái sức mạnh của nội tâm. Sức mạnh của nội tâm vậy thì thuộc về cái gì quý vị? Là thuộc về danh pháp, là thuộc về danh pháp. Những cái pháp nào mà có sức mạnh hỗ trợ, nó đồng sanh để mà nó thành tựu cái quả lớn, gây ảnh hưởng sâu đậm, thì những cái pháp đó gọi là ba lá, gọi là lực, gọi là lực. Chúng ta nhớ nào, những cái pháp nào mà có sức mạnh hỗ trợ các pháp đồng sanh để thành tựu quả lớn, gây ảnh hưởng sâu đậm, thì pháp ấy gọi là lực hay là gọi là ba lá. Vậy thì củ lực nó cũng được nằm ở trong cái phần mà tạp loại yếu hiệp, tạp loại yếu hiệp. Vậy thì tạp loại yếu hiệp này nó có thiện bất thiện cũng như là tốt và xấu đó, thì nó cũng có nghĩa là phi thiện, phi bất thiện nữa đó, phi thiện phi bất thiện nữa đó. Khi mà nói đến lực đó quý vị, có nghĩa là chúng ta hình dung được cái đó là sức mạnh đó. Tại sao mà ở đây phải nhắc về cái sức mạnh của nội tâm, cái sức mạnh của nội tâm? Tại vì khi mà quý vị biết rằng mình đề cập đến sức mạnh, nó có nhiều cái sức mạnh lắm, nó có nhiều cái sức mạnh lắm quý vị. Thí dụ như đối với cái người nữ, người ta có sức mạnh là gì? Đối với người nữ, người ta có sức mạnh là sắc đẹp, cũng là sức mạnh của người nữ. Có tài sản cũng là sức mạnh của người nữ. Rồi thông minh lanh lợi cũng là cái sức mạnh của người nữ. Rồi có giới hạnh cũng là cái sức mạnh của người nữ. Có con cái cũng là cái sức mạnh của người nữ đó. Rồi có những cái sức mạnh khác nữa, thí dụ như cái sức mạnh của trẻ thơ, có nghĩa là cái sức mạnh của em bé đó là cái tiếng khóc. Quý vị thấy coi vậy chứ mình còn phàm phu, khi mà mình nghe cái tiếng khóc của đứa bé đó, là ở đây cái tâm tư của mình nó bị dao động liền, nó bị dao động liền. Thành ra lúc đó mình muốn đi nhưng quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Quý vị, quý vị có nghe lại âm thanh của chúng tôi chưa? Cảm ơn quý vị. Đó, ở đây đó thì chúng tôi đang nói về nó rất là nhiều cái sức mạnh. Đó, sức mạnh của em bé hay là trẻ thơ là tiếng khóc. Sức mạnh của nữ nhân là ganh tị. Sức mạnh của ăn cướp, kẻ cướp là vũ khí. Rồi sức mạnh của vua chúa là uy quyền. Sức mạnh của cái kẻ ngu là áp đảo người khác. Còn sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa. Còn sức mạnh của bậc nghe nhiều là thẩm sát. Sức mạnh của sa môn và la môn là cái sự nhẫn nại. Sức mạnh của sa môn và la môn là nhẫn nại như voi chiến giữa trận đồ, đạn tên tứ hướng bắn vào mặt nhiên. Như con ngựa khéo tập rèn, tất nhiên phải chịu lắm phen nhọc nhằn. Voi ngà lừa giỏi ngựa tài, sa môn tham nhẫn đức này quý hơn. Đó là cái nói về sức mạnh
của sa môn, là cái vị sa môn là cái sự nhẫn nại hoặc là cái sự tham nhẫn. Thì tại sao mà chúng tôi nêu ra là những cái sức mạnh này nó nhiều quý vị? Tại vì khi mà chúng ta nói đến ba la đó, là cái sức mạnh đó, thì nó có rất là nhiều cái sức mạnh. Nhưng mà cái sức mạnh mà trong cái bài học ngày hôm nay đó, là chúng ta học đó, là đa phần là cái sức mạnh này nó nằm ở trong tinh thần, là hoặc là nói về cái sức mạnh là của danh pháp, là cái sức mạnh của danh pháp đó. Quý vị thấy rằng thường thường cái tâm của chúng ta, là cái tâm của chúng ta mà nó được mạnh, nó được khỏe, là cái tâm của chúng ta mà nó được khỏe, là thì coi như là chúng ta sẽ làm được rất là nhiều cái việc đó. Thành ra cái sức mạnh của cái tinh thần luôn luôn mà lúc nào nó cũng mạnh hơn là cái sức mạnh của cái sắc pháp này, có nghĩa là cái sức mạnh của thân đó. Vậy thì ở trong cái pháp, chính cái sức mạnh vũ lực ná quát ba lá này là gồm có cái gì quý vị? Gồm có nè tính nè, tấn nè, niệm nè, định nè, tuệ nè. Đó, tính tấn niệm định tuệ, rồi tàm quý, vô tàm vô quý. Đó, cái này đó là chúng tôi đọc như vậy đó là để cho quý vị dễ nhớ. Thì mình chỉ có cần thấy là mình chỉ cần thêm vô cái chữ lực, lực lực là sức mạnh đó nha, chứ không phải lục, là lực. Vậy thì tính lực, tấn lực, niệm lực là 3, định lực là 4, tuệ lực là 5, tam lực là 6, quý lực là 7, vô tàm lực là 8, rồi vô quý lực là 9. Đó, vậy thì chúng ta muốn nhớ cái điều này á, nó dễ lắm người, nó dễ lắm. Chúng ta nhớ tính tấn niệm định tuệ là 5 rồi, rồi tàm quý là 7, vô tàm vô quý nữa là 9. Đó, dễ nhớ không? Dễ nhớ không? Này chúng tôi giảng bằng cái điện thoại, thành ra nó hơi khác, nó hơi khó khó. Nó hơi có khó, mong quý vị cũng thông cảm. Rồi, vậy thì bây giờ bây giờ đầu tiên là tính lực. Tính lực có nghĩa là gì? Sattha-pa-la có nghĩa là cái sức mạnh của lòng tin, cái sức mạnh của lòng tin. Sức mạnh của lòng tin này là thường thường là nó được xếp vô đâu quý vị? Nó được xếp vào tam bảo. Mình có niềm tin ở tam bảo, nhất là niềm tin về Đức Phật. Khi mà chúng ta mà có niềm tin về Đức Phật rồi, thì chúng ta mới có niềm tin của cái lời dạy của Ngài, là cái niềm tin của pháp bảo đó. Rồi khi mà chúng ta có niềm tin với Đức Phật, với pháp bảo, rồi chúng ta mới có cái niềm tin với tăng bảo. Do đó, cái tính lực là chúng ta nói thẳng thắn ra là mình có niềm tin nơi tam bảo. Cái niềm tin nơi tam bảo này bất cứ một cái niềm tin ở trong cái trường hợp nào mà chúng ta có, bất cứ một cái trường hợp nào, nếu mà chúng ta có niềm tin nơi tam bảo rồi, thì chúng ta sẽ dễ dàng làm được những cái thiện pháp, dễ dàng để mà mình thành tựu được những cái thành quả lớn lao đó. Ở đây đó, thì quý vị biết đó, chúng tôi nhắc lại cái điều này, quý vị thấy rằng ở trên cái thời nay, ở bất cứ một cái Phật giáo nào, Phật giáo Nam truyền hoặc Phật giáo Bắc truyền, hoặc là Phật giáo Khất sĩ, nói chung là rất là nhiều Phật giáo đó,
thì ai người ta cũng nói rằng là người ta tu tập về tứ niệm xứ, hoặc là người ta tu tập về chánh pháp, chứ không có ai mà nói mình tu tập về tà pháp hết. Đó, vậy thì nếu mà mình muốn mà xác định một người đó mà tu tập đó, mà theo chánh pháp đó, thì người đó phải sao người? Người đó phải phát triển được tính lực, là đến chi? Để loại trừ tà tính. Phải phát triển được tấn lực để mà loại trừ được tà tính tấn. Phải phát triển được niệm lực để mà loại trừ tà niệm. Đó, rồi phải phát triển được định lực để mà mình loại trừ tà định. Mình phải phát triển được tuệ lực để mà mình loại trừ được tà kiến. Có nghĩa là ở trong cái Phật giáo nào, ở trong một cái đạo giáo nào cũng vậy, cũng nói là mình tu tập theo chánh, tu tập theo chánh pháp đó, chứ không có ai mà nói mình tu tập theo tà pháp. Nhưng mà khi mà mình muốn kiểm nghiệm lại mình theo trong cái hồi trước giờ mình tu tập, mình nói mình theo chánh pháp, vậy thì mình kiểm nghiệm bằng cách nào? Đó, mình kiểm nghiệm bằng cách là bây giờ mình có cái sức mạnh của niềm tin không? Mình có sức mạnh của niềm tin không? Rồi, đó, nói mình có sức mạnh của niềm tin, là sức mạnh mình tin về Đức Phật, là lời dạy của Ngài, giảng về nhân quả, nghiệp báo. Đó, bây giờ ai mà người ta đồn thổi, người ta nói rằng là chỗ đó là nó linh thiêng, hoặc là cái người đó người ta sẽ biết được quá khứ, vị lai gì đó. Đó, mà chúng ta đủ cái sức mạnh mà chúng ta không nghe theo. Chúng ta đủ cái sức mạnh chúng ta không nghe theo. Đó, thì lúc đó đó gọi là chúng ta mới có cái sức mạnh của niềm tin. Còn bây giờ mà mình nói rằng là mình theo mà mình theo các vị trưởng lão, rồi mình tu tập tứ niệm xứ, hoặc là mình tu tập thiền quán, rồi cái qua ngày mai mốt mình nghe ai nói có cái pháp môn đó đó, có cái pháp môn đó như vậy đó, cũng như ở trong những cái trường hợp mà trước đây đó, cách đây 2-3 năm đó, chúng ta nghe rộ lên chúng ta nghe rộ lên cái pháp môn mà Á Hô Xí, Á Hô Xí, thì quý vị thấy rằng có nhiều người là từ hồi lúc trước đó người ta là coi như là người ta đi theo các vị thiền sư danh tiếng để mà người ta tu tập tứ niệm niệm xứ, rồi người ta tu tập thiền quán đồ này kia, nhưng mà bây giờ tự nhiên cái bỏ luôn, bỏ luôn cái đi nghe theo cái pháp môn đó, là coi như là tu tập Á Hô Xí là sẽ giải thoát ngay trong hiện tại. Mà hồi trước giờ đó mình tu tập mình biết cái nhân mà phát sanh lên để mà cho chúng ta dẫn đến con đường mà giải thoát, hoặc là cái nhân mà phát sanh lên để mà làm cho phát sanh chánh kiến đồ này kia, mình biết nhân, mình biết, mình học, mình biết quá trời luôn. Rồi mình biết là thậm chí mà mình còn học là mình biết rằng là nếu mà một người muốn đắc được thiền định đạo quả thì cái người đó, phải tục sanh bằng cái tâm đại quả mà tam nhân, đại quả mà tam nhân đó, rồi cái người đó phải đầy đủ ba la mật, rồi phải được nghe chánh pháp, rồi được, và phải hành theo chánh pháp đó. Mình học quá trời nhân luôn, mình học quá trời nhân luôn, mà bây giờ á tự nhiên mình nghe nói rồi có cái pháp môn này nè, chỉ ngồi đó mà niệm thôi, niệm thôi là ngay trong kiếp sống này là coi như là sẽ đắc đạo liền đó. Thì ít nhất mình cũng phải rà lại, mình rà lại, mình nhớ hồi lúc trước mình học có đây đó, ở trong cái bài kinh kia nói rằng là phải tục sanh bằng tâm đại quả tam nhân, rồi phải đủ ba la mật, rồi phải nhập được chánh pháp, rồi phải hành theo chánh pháp nữa đó. Thì chúng ta phải kiểm lại, quý vị. Thì bây giờ nếu mà chúng ta mà nói mình niệm về cái đó, niệm về cái pháp môn đó, mà bây giờ mình thiếu một chi phần nào trong đó, làm sao mà đắc đạo được đó. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng là bất cứ một cái trường phái, một cái đạo phái nào cũng vậy, người ta đều xưng người ta là chánh pháp, đều xưng người ta là chánh pháp, thì bây giờ ai cũng xưng như vậy hết.
Nhưng mà bây giờ đó, mình muốn là kiểm nghiệm lại thì mình coi coi mình có sức mạnh của niềm tin không. À, nếu mà mình tu tập cái pháp môn đó mà cái niềm tin mình có rồi, cái sức mạnh của niềm tin mình là nó có nữa, nó loại trừ được là tà tính đó, thì lúc đó mình mới biết là mình có tu theo là chánh pháp hay không. Thí dụ như giờ nè, chúng tôi là coi như là, thí dụ như chúng tôi học rất là giỏi, là nói về văn đồ này kia, chúng tôi nói từng câu từng chữ, rồi cái giọng nói nó êm ấm đàng hoàng. Thôi bây giờ con ơi, con đi theo Phật giáo Nguyên Thủy là nó đúng rồi, đúng rồi, thầy biết ở đó là chánh pháp, đúng rồi con. Nhưng mà con đi một mình con á, một mình con tự lực như vậy á, thì nó sẽ lâu đến cái sự giải thoát. Con đi theo cái cách này của thầy nè, là có nhiều cái tha lực, cũng là chánh pháp luôn, rồi nó có nhiều cái tha lực nó hỗ trợ, thì lúc đó đó con mới mau đắc được đạo quả đó. Thì lúc đó đó mình có giữ vững được, mình có giữ vững được cái niềm tin của mình hay không, thì lúc đó mình mới gọi là mình có cái sức mạnh của niềm tin đó. Ở đây chúng tôi muốn giảng nhiều, chúng tôi muốn nhấn mạnh cái chỗ này nó nhiều, nhấn mạnh cái này nó nhiều. Thí dụ như bây giờ á, quý vị nghe chúng tôi là một người á, là coi như là có đồ chúng mà ở ở trên cái thế giới này á, là cũng hết là 2/3 hoặc là 1/4 gì thế giới này đó. Rồi quý vị nghe chúng tôi có những cái bằng tiến sĩ, những cái bằng này bằng kia, rồi cái cách thuyết phục, rồi cái âm thanh của chúng tôi nữa, chúng tôi mới phân tích ra cho quý vị nghe đó. Rồi hồi trước giờ con tu vậy đó, con tu theo cái giáo pháp đó là nó đúng rồi, nhưng mà cái giáo pháp mà con đang tu á, là phải tự lực con đi, tự lực con đi. Thành ra khi mà con mà tự lực con đi á, là nó lâu đến lắm, nó lâu đến lắm. Con phải đi theo thầy, qua bên thầy tu, thầy chỉ cho, ở bên thầy có nhiều cái tha lực, nó sẽ trợ giúp, nó sẽ trợ giúp. Thì như vậy á, thì con mới mau mau đạt đến cái đạo quả niết bàn đó. Thì lúc đó mà quý vị thấy rằng một người mà người ta đang khuyên mình, mà người ta có nhiều cái bằng cấp, rồi người ta có nhiều cái đồ chúng, rồi người ta có nhiều cái danh tiếng ở trên thế giới đó, thì lúc đó đó là quý vị mà giữ vững được không, tôi chỉ tu tập theo như vậy, là coi như là tự tôi bước đi, tự tôi sẽ đi trên cái đôi chân của mình đó, mà mình giữ vững được cái sức mạnh đó đó, mình có đầy đủ cái niềm tin để mà mình giữ mạnh như vậy, thì mình mới gọi là tín lực. Còn bây giờ mình nói sao, nói không lẽ ông đó ông nói sai, ông là tiến sĩ mà sao ông nói sai được đó, mà đồ chúng của cái ông đó là coi như là ở trên thế giới này là hết 1/3 rồi, đồ chúng ở trên thế giới này của ông là hết hết 1/2 rồi, hết nửa cái thế giới này rồi, rồi cộng rồi bây giờ đó là những cái bằng cấp đồ của ông nhiều như vậy, không lẽ ông nói sai. Thành ra lúc đó mình không có dựa vào đó được, mình không có dựa vào đó được, mà mình phải coi lại, mình coi lại coi ở trong kinh hồi trước giờ mình học dạy như vậy, rồi bây giờ cái lời nói này là coi như là có nhiều cái tha lực để mà dìu dắt mình đi đó, coi vậy có đúng không, có đúng không, thì mình suy xét kỹ lại, mình thấy rằng rồi, mình không bị cái sự mê hoặc đó, mình không bị cái sự mê hoặc đó, coi như là như vậy đó, mình mới có cái sức mạnh của niềm tin. Thật sự ra đó, nhiều khi á, nói đến cái điều này á, nó mình có nhiều khi á, lúc mà mình có nhiều lúc mình rất là buồn vậy. Có những người học Phật từ nhỏ đến lớn, rồi lớn lên cái lấy chồng hoặc là lấy vợ, cái gì cái hoàn cảnh đó làm sao đó, cái bắt đầu chuyển qua một cái tông phái khác, hoặc là một cái đạo khác luôn đó, là có nghĩa là lúc đó, đó thật sự ra mình không có sức mạnh của niềm tin đó. Thành ra đó, chúng tôi nói rằng là
khi mà mình kiểm lại cái tính lực của mình mà có có hay không, thì mình phải dùng cái nội tâm của mình, thì mình không bị nghiêng về bên đây, không bị nghiêng về bên kia đối với cái niềm tin, thì lúc đó mình mới gọi là mình có sức mạnh của niềm tin. Thành ra chính vì vậy á, mà sẽ giúp cho mình có sức mạnh để mà thành tựu được cái pháp lớn hoặc là cái pháp nhỏ. Đó. Rồi, đó là tính lực Sattha Bala. Cái chi pháp thứ hai là tấn lực Viriya Bala. Viriya Bala. Tấn lực ở đây á, có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là sức mạnh của tinh tấn, sức mạnh của siêng năng, sức mạnh của cái sự kiên trì, sức mạnh của cái sự vượt khó. Và hồi nãy chúng tôi quên nói tính lực, chi pháp của tính lực là, chi pháp của tính lực là tính tâm sở. Tính tâm sở nha, tính tâm sở. Rồi, tấn lực Viriyabala, sức mạnh, sức mạnh của sự siêng năng, sức mạnh của cái sự vượt khó, sức mạnh của cái sự kiên trì. Đó, thì bất cứ một cái sự nỗ lực nào của nội tâm thì cũng là cái sức mạnh của tinh thần để mà mình đạt đến những cái thành quả mà mình đang muốn. Những cái thành quả mà mình đang muốn. Đó, vậy thì ở đây chúng ta muốn thử mà chúng ta mà có coi chúng ta có cái sức mạnh của cái sự siêng năng hay không, đó là chúng ta có tấn lực hay không đó, thì chúng ta thấy rằng là bây giờ nè, nó con người mình nó ngày hôm nay nè nó mệt mệt nè, hôm nay nó mưa ngay cũng như ở chỗ của chúng tôi, bây giờ nó mưa, mình nghĩ rằng là mình cũng buồn ngủ lắm, mình cũng buồn ngủ lắm đó, nhưng mà bây giờ mình có một cái ví dụ như mình viết bài hoặc là cái giờ đó mình tụng kinh vân vân đó, nhưng mà bây giờ là mình có bị dao động với cái thời tiết này hay không, mưa nó mát nè, ngủ nó ngon nè, hoặc là mưa nó mát nè, ăn uống cảm thấy nó ngon nè, đó bây giờ thôi ngày nào cũng tụng kinh thôi, hôm nay nghỉ tụng bữa đi để ngủ nghỉ sớm rồi này kia vân vân đó, mình có bị dao động, mình có bị dao động trước cái sự mà nó thối lui, nó thối lui về những cái thiện pháp hay không. Đó thì như vậy đó, gọi là chúng ta có sức mạnh của tinh tấn. Hôm nay mà mình nhớ là ngày hôm nay là mình phải đi chùa hoặc là mình phải đi làm gì đó, làm một cái công việc gì đó, đi làm từ thiện hay gì đó, nhưng mà thấy thấy là coi như là trời mà nó muốn chuyển mưa rồi, thôi hồi trước giờ tu cũng liên tục rồi nhưng mà hôm nay tới mùa mưa thôi nghỉ đi, mùa mưa người ta làm, người ta còn 6 tháng nắng người ta làm, 6 tháng mưa người ta nghỉ, mình lâu lâu mình tu mình nghỉ một ngày cũng đâu có sao. Đó thì như vậy đó là mình không có cái sức mạnh của tinh tấn. Vậy thì khi mà mình có cái sức mạnh của tinh tấn á, là có nghĩa là cái gì? Có những cái khó khăn mình cũng vượt khó. Tấn lực là vượt khó nha, chứ không phải là không vượt khó nha. Tấn lực nó có những cái gì mà nó khó khăn mình cũng vượt khó được. Có những cái đó nó rất là khó khăn mà chúng ta cũng kiên trì được. Chúng ta cũng kiên trì được. Đó thì như vậy đó gọi là chúng ta có cái sức mạnh của sự tinh tấn, thành ra được gọi là tấn lực, được gọi là tấn lực. Vậy thì chi pháp của tấn lực là, chi pháp của tấn lực là cần tâm sở. Cần tâm sở. Chi pháp của tấn lực là cần tâm sở. Dạ, đúng rồi.
Rồi chúng ta qua cái chi pháp thứ ba là niệm lực Satipala. 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 Satipala niệm lực có nghĩa là gì? Có nghĩa là sức mạnh của cái sự nhớ biết, cái sức mạnh của kiểm soát. Nè, kiểm soát. Nó bây giờ á, bây giờ chúng ta muốn thử mình có cái sức mạnh của cái niệm lực này hay không. Đó, mình coi mình có cái sự nhớ biết không, có cái sự kiểm soát được không, đó, có cái sự tự chủ của bản thân được không. Đó, bây giờ chúng ta thử chúng ta nhớ ngày hôm qua cái giờ này, bây giờ là 7:30, ngày hôm qua mình nghe cái bài pháp đó là bài pháp gì, vị nào giảng, à, tại cái đêm pháp cú này vào lúc 7:30 ngày hôm qua, đó, mình nghe cái bài pháp đó tựa gì, à, vị nào giảng, đó, rồi mình không nhớ, thua, không nhớ, à, hôm qua nhớ cái bài đó hình như là cái bài gì đó, à, nhưng mà nhớ mãi mãi vậy, thì chúng ta biết rằng là chúng ta không có cái sức mạnh, à, của cái sự nhớ biết, là vậy là chúng ta chưa có niệm lực. À, chúng ta chưa có niệm lực. Mà nếu mà chú, quý vị ngồi, quý vị chỉ cần mà tác ý đến, à, ngày hôm qua giờ này, à, mình nghe cái bài pháp đó, à, ở trong cái phẩm đó, rồi cái vị đó, à, giảng, à, như vậy đó, à, thậm chí là mình nhớ luôn, à, giảng xong tới đâu là dứt, là hết giờ, à, vân vân. Đó thì lúc đó là chúng ta có cái sự nhớ biết, có cái sự kiểm soát, có cái sự tự chủ tự chủ của bản thân của mình, thì đó là cái chúng ta có niệm, à, và chúng ta không có bị dao động, à, mình không có bị dao động, thành ra gọi là mình có sức mạnh, mà sức mạnh của nhớ biết là cái sự gọi là niệm lực, gọi là niệm lực. Niệm lực này chi pháp là niệm tâm sở. Niệm tâm sở. Niệm lực chi pháp là niệm tâm sở. Dạ, đúng rồi, xa thủ lành thai. Rồi, bây giờ tiếp theo chi pháp thứ tư. Định lực. Định lực này á, có nghĩa là cái sức mạnh của tư tưởng mình tập trung, là cái sức mạnh của tư tưởng khi mà chúng ta muốn tập trung trên một cái đề mục hay là một cái công việc gì đó, đó, thì chúng ta không bị dao động, không bị tán loạn, thì như vậy gọi là định lực, có nghĩa là chúng ta có cái sức mạnh của nội tâm, à, chúng ta có sức mạnh của nội tâm nha. Đó, vậy thì còn khi mà tâm của mình mà an trú không có vững vàng ở trên một cái đối tượng thì cái đó là chúng ta không có định lực, à, chúng ta không có định lực. Rồi chi pháp của định lực. Chi pháp của định lực là nhất hành tâm sở. Nhất hành tâm sở. Chi pháp của định lực là nhất hành tâm sở. Rồi, chúng ta qua cái chi pháp thứ năm, tuệ lực. Tuệ lực Banh Nha Ba Lá. Banh Nha Ba Lá. Tuệ lực có nghĩa là lực ở đây có nghĩa là sức mạnh, mà sức mạnh của cái gì? Sức mạnh của trí tuệ, là sức mạnh của trí tuệ. Cái người mà có sức mạnh của trí tuệ á, là cái người đó đó, người ta làm việc rất là khôn khéo, là người ta làm việc rất là khôn khéo. Rồi người ta có được cái sức mạnh mà để mà bài trừ được cái sự hoài nghi. Rồi người ta
chế ngự được những cái ác bất thiện pháp, mà người ta đoạn trừ được những cái phiền não, thì như vậy đó gọi là cái sức mạnh của tuệ lực, là cái sức mạnh của trí đó, là thành ra chúng ta gọi là tuệ lực. Là tuệ lực chi pháp là tuệ quyền tâm sở, tuệ quyền tâm sở hay là sở hữu trí tuệ đó, là sở hữu trí tuệ đó. Sở hữu trí, sở hữu trí, chi pháp của tuệ lực là sở hữu trí, hay là trí tâm sở, nhà tuệ quyền tâm sở cũng được. Rồi ngay cái chỗ này quý vị nhớ nha, quý vị nhớ hồi nãy chúng tôi nói cho quý vị nghe đó, là coi như là bây giờ ai cũng nói là trong cái đạo của tôi là tu tập về tứ niệm xứ, là trong cái đạo của tôi là tu tập về chánh pháp không à. Đó thì ai cũng giới thiệu mình tu tập về chánh pháp không đó, nhưng mà mình kiểm nghiệm lại, là mình kiểm nghiệm lại những cái sự tu tập đó của mình á, mình có sức mạnh của niềm tin hay không, mà mình có sức mạnh của sự tinh tấn hay không, mình có sức mạnh của cái sự nhớ biết hay không, đó là niệm lực đó. Mình có cái sức mạnh của định lực hay không, là mình không có bị dao động đó, trước những cái pháp thế gian mình vững như kiền ba chinh gì đó, đó thì rồi mình trước những cái pháp, những cái nghịch pháp, rồi mình có cái trí tuệ hay không, đó thì chúng ta kiểm lại chúng ta có sức mạnh của tính tấn niệm định tuệ, đó là coi như là gọi là chúng ta tu tập đúng ở trong chánh pháp. Còn coi như là chúng ta mà không có cái sức mạnh này đó, chúng ta nói chúng ta tu tập chánh là coi chừng đó. Cũng khoe với quý vị, tất cả mọi người chúng ta ai cũng khoe, tôi đó giờ tôi theo chánh pháp không, tôi tu tập theo chánh pháp không à. Đó rồi mình nghĩ như vậy, mình nghe nói như vậy, rồi mình kiểm lại coi mình có cái sức mạnh này không, mình có đúng rồi mình có sức mạnh của niềm tin để mà mình loại trừ tà tính không, mình có cái sức mạnh của tinh tấn để mà loại trừ tà tinh tấn không, mình có cái sức mạnh của niệm để loại trừ tà niệm không, mình có cái sức mạnh của định để mà loại trừ tà định không, đó mình có sức mạnh của trí tuệ để mà mình loại trừ tà kiến không, đó thì chúng ta xét lại, chúng ta nhớ, chúng ta nhớ, chúng ta xét lại. Chứ ở trên thế gian ngày nay đó thì không có ai mà nói mình tu theo tà pháp, ai cũng nói tu theo chánh pháp hết đó. Nhưng mà khi mà mình nghe rồi, hoặc là mình đi theo cái đường lối đó rồi, thì mình kiểm lại mình có cái niềm tin này không, mình có tính tấn niệm định tội gì không. Đó rồi bây giờ qua chi pháp thứ sáu là tàm lực, hí rít ba lá tàm lực. Tàm lực này á, có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái sức mạnh của hổ thẹn tội lỗi đó. Mình đứng trước tội lỗi, mình đứng trước tội lỗi, mình có cái sự mà hổ thẹn không? Coi như là có, tôi có cái hổ thẹn, tôi có cái hổ thẹn, tôi có cái tánh mà tôi kiên kỵ với những cái điều ác, chúng tôi thấy chúng tôi không có, chúng tôi rất là cảm thấy mà hổ thẹn, mà mình đi chửi lộn, mình xỉ xỏ vô mặt người ta đồ này kia, tôi thấy mình có cái hổ thẹn về cái điều đó. Nó thì như vậy đó gọi là tàm lực, như vậy gọi là tàm lực, sức mạnh của sự hổ thẹn tội lỗi. Rồi chi pháp của tàm lực là tàm tâm sở, chi pháp của tàm lực là tàm tâm sở, tàm tâm sở. Rồi
Chi pháp thứ bảy là quý lực, là quý lực Ottapa Bala. Hồi nãy tàm là mình hổ thẹn, là tàm là mình hổ thẹn. Còn bây giờ quý, quý có nghĩa là mình ghê sợ. Nãy hổ thẹn tội lỗi, còn bây giờ mình ghê sợ tội lỗi, tội lỗi. Đó, bây giờ người ta nói như mình là coi như là mình phải phải đa mưu đa kế, là mưu sâu kế rộng người kia. Đó, đó bây giờ sống ở trong cái thời đã phải vậy đó. Là đó thì bây giờ mình vậy thì mình nghe nói đến những cái điều đó mình cảm thấy mình ghê sợ, là mình ghê sợ thôi. Mình học theo Đức Phật, là mình học theo cái lời dạy của Ngài, mình lấy cái thiện để mà thắng bất thiện. Chứ không thôi giờ mình nghe người ta nói là coi trong những cái sách đó, mình mới sách mà dụng binh dụng võ gì đó, rồi cái sách đó là cái mưu kế đồ này kia, nói chung là những cái cách để mà mình có mưu sâu kế rộng đồ này kia đó. Rồi mình cũng nghe, mình đi tìm những cái sách đó để mà mình đọc. Rồi có nhiều người ta còn biện luận, đọc đến chi, đọc để mình biết. À, đọc để mình biết rồi khi mà đối phương mình ta có dùng những cái mưu kế đó, đó thì mình phát hiện ra liền cái điều đó. Nó không cần quý vị, là nó không cần. Thật sự ra đó là quý vị thấy rằng khi mà mình học ở trong cái lời dạy của Đức Phật rồi đó, mình phải có niềm tin với nhân quả, nghiệp báo. Nếu mà đúng là lúc đó nghiệp nó trổ quả, hoặc là do mình sơ xuất thì mình sẽ bị nhận lãnh cái hậu quả đó. Chứ mình cũng không có cần để mà mình học mình biết những cái điều đó. Tại vì sao vậy? Vì tại cái thời gian mà mình học pháp á, học cái lời dạy của Đức Phật á, nó không còn thời gian nữa. Nó không còn thời gian nữa. Thật sự ra đó quý vị biết rằng đối với chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cảm thấy rằng á, có nhiều lúc á, bây giờ mình hối tiếc. Xưa chúng tôi rất là thích đọc những cái sách mà nó hay quý vị, đọc mình ghi âm để dành mình nghe. Mà chúng tôi cứ chờ qua ngày này qua ngày kia, đến giờ đó thì chúng tôi mới thấy hướng đọc. Có nghĩa là cái thị lực của mình càng ngày nó càng yếu đi, cái sức mình nó càng ngày nó càng kém đi, công việc của mình nó càng ngày nó càng nhiều. Lúc trước đó thì mình có thời gian mà mình cứ chần chừ đó. Thành ra nhiều lúc chúng ta thấy rằng là mình phải có một cái sức mạnh của quý vân vân đó. Bây giờ vậy thì có nghĩa là mình có cái sức mạnh mà mình ghê sợ tội lỗi, có cái sức mạnh tránh né được những cái ác bất thiện pháp đó, những cái ác bất thiện pháp. Vậy thì quý lực ở đây chi pháp là quý tâm sở, đúng rồi, xà thủ. Rồi số 8, chi pháp thứ 8 là vô tàm lực. Hồi nãy là hí rí ba lá, hí rí ba lá, bây giờ là á hí rí ba lá. Đúng rồi, hồi nãy là hổ thẹn, còn bây giờ là vô tàm lực. Có nghĩa là như thế nào? Cái sức mạnh của vô liêm sỉ, là cái thái độ không hổ thẹn tội lỗi thì gọi là vô tàm lực. Hồi nãy mình có tàm là mình hổ thẹn với tội lỗi, còn bây giờ mình có cái thái độ là không hổ thẹn, là không hổ thẹn với tội lỗi, gọi là tàm lực, gọi là vô tàm lực.
Rồi, chi pháp của vô tạm lực. Chi pháp của vô tạm lực là vô tạm tâm sở. Vô tạm tâm sở. Rồi. Vô quý lực. Vô quý lực. Hồi nãy là Ottappa. Ottappa ba la. Bây giờ là Táp bá ba lá. Rồi quý vị đó, quý vị rồi Phật tử ấy mình đánh cái chữ ốt táp bá lên đi. Ốt táp bá thôi, đánh ốt táp bá thôi. Ốt táp bá. Ốt táp bá đó. Ốt táp bá đó là quý. Ốt tắp bá là quý phải không? Thì vô quý có nghĩa là không có quý, là không có quý. Vậy thì ná cộng với ốt tắp bá, ná cộng với ốt tắp bá, theo cái lực sanh thí của Bali đó, thì khi mà chữ ná đó mà nó gặp một cái danh từ nào, là nó gặp một cái từ nào mà có những cái nguyên âm đứng trước, là nguyên âm là a a u u i i e o, thì chữ ná đó nó sẽ bị quay trở ngược lại thành chữ á đứng trước và chữ n đứng sau, thành ra chúng ta ráp vô là á nốt tắp bát. Á nốt tắp bát đó, quý vị nhớ cái cách hình thành cái từ vựng này ở trong Bali rất là hay, quý vị rất là hay đó. Có thể là mình vô quý không quý lực, mà vô quý lực là có nghĩa là mình cộng cái tiếp vị ngữ ná vô, thì khi mà cái tiếp vị ngữ ná đó mà cái chữ ná đó mà nó gặp những cái chữ nào mà có nguyên âm đứng đầu, mà nguyên âm đó là cái gì, a a i i u u e o, thì cái chữ ná đó nó bị quay trở ngược lại, quay trở ngược lại nó thành á nốt tắp bá. Đánh giùm chúng tôi đi, đánh giùm chúng tôi. Dạ đúng rồi, ná cộng với ốt tắp bá đó, thì cái chữ ná này mà nó gặp cái chữ nào mà có những cái nguyên âm đứng đầu thì tự nhiên nó sẽ bị quay trở ngược lại. Nó sẽ bị quay trở ngược lại liền, thành ra nó trở thành á nốt tắp bát đó. Chúng ta đó, cái lực sanh thí của Bali là như vậy đó. Hồi nãy á ốt tắp bát là ghê sợ của tội lỗi, còn bây giờ á nốt tắp bát có nghĩa là không ghê sợ tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi. Vậy thì hai pháp cuối này nó là bất thiện hết nha, nó là bất thiện nha. Rồi chi pháp, chi pháp là vô quý tâm sở. Vô quý tâm sở, vô quý lực. Chi pháp là vô quý tâm sở. Rồi, vậy thì chúng ta đã hoàn thành củ lực. Chúng ta đã hoàn thành củ lực. Ngày hôm nay thì chúng ta học chính chi pháp này nó rất là lẹ quý vị. Thật sự ra đó thì mấy cái chi pháp này chúng ta đã học qua rồi, nhưng mà nó chỉ thêm vô cái chữ bá lá, có nghĩa là thêm vô cái chữ lực, lực là sức mạnh, thêm vô cái sức mạnh thôi. Thì trong chính cái pháp này á, chính cái pháp mà chúng tôi vừa nêu lên đó, thì bảy cái pháp đầu: tính tấn niệm định tuệ, vô tàm vô, giờ xin lỗi, tính tấn niệm định tuệ, tàm và quý, là bảy pháp nó thuộc về pháp tốt. Hai cái pháp sau nó thuộc về
cái sức mạnh của pháp xấu, cái sức mạnh của pháp xấu. Bảy cái pháp đầu là sức mạnh của cái pháp tốt. Hai cái pháp sau là sức mạnh của cái pháp xấu. Đó. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành rồi ha quý vị. Hôm nay thì không biết là bài học của chúng ta quý vị nhớ không? Không có gì mà để mà làm khó quý vị phải không? Không có gì làm khó quý vị hết trong cái bài học này phải không? Rồi. Không biết là như chúng tôi thấy như cái lớp học của mình hôm nay nó vắng vắng sao hả? Phải không quý vị? Để nó vắng vắng. Dạ, rồi vậy thì hôm nay bài của chúng ta học chín chi pháp mà nó xong sớm, thành ra chúng ta nghỉ sớm ha quý vị. Thật sự ra thì hôm nay là ngày lễ quý nhật lần thứ 36 của Hòa Thượng Tịnh Sự. Ngày hôm qua thì ngày hôm kia và ngày hôm qua thì chúng tôi ở Vĩnh Long, rồi ngày hôm nay thì chúng tôi trở về chùa làm lễ. Sau khi làm lễ xong đó thì chúng tôi cũng rất là mệt, rất là mệt, nhưng mà nghĩ đến giảng cái bài này thì chúng tôi lại hết mệt. Có nghĩa là mình nghĩ đến mình lên mình chia sẻ đến mọi người thì dù mình không có hiểu sâu hoặc là mình không phải là một cái người mà giỏi, nhưng mà nhắc đến tính tấn niệm định tuệ đồ này kia đó, củ lực đồ này kia, thì tự nhiên chúng tôi thấy nó hăng hăng ở trong người vậy. Chứ thật sự ra chúng tôi ngày nay không có nghỉ ngơi được. Quý vị biết đến 5-6 giờ chiều đó, nó mệt ơi là mệt. Nhưng mà nhớ tới cái môn này đó là tự nhiên là coi như là nó hăng lên, thành ra chúng tôi giảng luôn. Và cuối cùng lại thấy chính chi pháp mà trải qua rất là nhanh, mà chắc chúng tôi nghĩ rằng là quý vị cũng không có gì mà khó khăn để mà quý vị chưa có hiểu, nên chúng tôi cảm thấy nó rất là vui, nó rất là hưng phấn là trong cái môn học này. Thành ra sau khi giảng xong rồi chúng tôi thấy cái tinh thần nó có gì đó nó vui vui, nó rất là vui ở trong cái sự mà thuyết giảng, chia sẻ pháp với quý vị. Thôi bây giờ thì những cái phước báo nào mà chúng tôi đã tạo từ trước đến giờ, nhất là cái phước mà thì hôm nay chúng tôi làm lễ thật sự ra nói lễ quý nhật, lễ quý nhật là làm dỗ Hòa Thượng Tịnh Sự, thì cũng chia sẻ với quý vị. Thật sự ra đó là trong một năm thì chúng tôi để dành. Hồi trước kia đó thì chúng tôi không có tiền để mà làm lễ, thành ra nó hơi run run, hơi sợ sợ. Có lần chúng tôi cũng tâm sự với Phật tử Nhật Quỳnh, chúng tôi cũng phải đi tìm ai đó thân để mà mình có làm lễ. Mấy năm gần đây thì chúng tôi để dành, chứ để dành như vậy đó thì chọn một năm rồi chúng tôi có được cái phần tiền này thì chúng tôi nói tiếng là làm dỗ. Nhưng mà thật sự ra thì cũng nhân cái ngày dịp cái lễ này mà thỉnh chư tăng về để chúng tôi có dịp cúng dường làm lễ tưởng niệm đến Hòa Thượng thiệt, nhưng mà song song ở đó cũng thỉnh chư tăng về để cúng dường thực phẩm, y phục, rồi tứ sự
để mà tạo phước trong cái dòng sinh tử luân hồi này. Do vậy mà chúng tôi cũng xin dâng cái phước này đến khi chia đều đến những cô phụ nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, mong những ngày quý vị được an vui tu tập trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin thành tâm hồi hướng tất cả các phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên vua trời Đức Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương, càn sát bà, ngã quỷ, A-tu-la, những chúng sanh già so, những chúng sanh khúc mặt khúc mài, chư thiên chúa diêm vương, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp hoặc trong hiện tại này, cùng chúng sanh trong ba giới loài hoan hỷ nhận lãnh phần phước này. Sau khi nhận lãnh rồi, xin các vị hộ trì đo, chư tăng tu nữ, các vị Phật tử luôn luôn được sự an lạc và được sự tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nubhavena sada sothe bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nubhavena sada sothe bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nubhavena sada sothe. Hoàn cả có đến người cầu xin chư thiên hộ trì do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng châu rung, con xin được thành kính tri ân đại đức pháp tín đã từ bi hoan hỷ quan lâm đọc tràng pháp cú kinh để thuyết giảng.